Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Như thường lệ, ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế. Sáng nay, ngày 27 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, chưa tìm được ca F0. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tinh thần chủ động, không được để dịch bệnh lây lan từ Đà Nẵng ra cả nước cũng như toàn thành phố, tuyệt đối không được chủ quan, không được mất cảnh giác cũng như không được hoang mang. Nhắc lại yêu cầu đặt ra là bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh, hiệu quả bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực, phải thần tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm trong đó phối hợp tốt nhuẩn nhuyễn giữa lực lượng của các địa phương, đặc biệt là Đà Nẵng với cơ quan trung ương mà trực tiếp là Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan có liên quan. Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cao, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Tối 26 tháng 7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thắp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020 tại Nghĩa Trang, Liệt sĩ thành phố, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết vào thời điểm này, Tại rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên Việt Nam tổ chức lễ thắp nến tri ân, bày tỏ niềm thành kính, tự hào về cha anh, những người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân màu xương của mình cho độc lập tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của tuổi trẻ hôm nay. Khác ghi lời dạy của Bác Hồ, ăn quả phải nhớ người trồng cây, tuổi trẻ Việt Nam đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể được triển khai như phong trào áo lụa tặng bà, hành trình về địa chỉ đỏ, thanh niên với phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi chăm sóc gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên sung phong. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất, đều thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Đó không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà người trẻ còn được học lại những bài học lịch sử vô giá, được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin bước tiếp, trưởng thành hơn trong cả nhận thức và hành động. Bộ Công Thương cho biết sau 3 tuần triển khai chương trình tháng khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2020, Việt Nam Grand Sale năm 2020 từ ngày 1 tháng 7, đến nay đã có hơn 3.000 chương trình khuyến mãi với hạn mức khuyến mãi trên 50% được triển khai thực hiện trên cả nước trong đó hạn mức khuyến mãi 80% đến 100% có gần 400 chương trình. Hạn mức khuyến mãi 60% đến 79% có gần 700 chương trình và hạn mức khuyến mãi từ 50% đến 69% có hơn 1.900 chương trình. Các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu tập trung vào các ngành hàng như may mặc, hàng tiêu dùng, hàng điện máy, điện tử, thông qua hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ và sàn giao dịch thương mại điện tử. Thông qua chương trình doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng giá cả phù hợp. Ngày hôm nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, hiện tổng số ca mắc Covid-19 là 420 ca, trong đó đã điều trị khỏi 365 ca. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta đến thời điểm này là 420 ca, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 11.954. Có 8 ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân mới ghi nhận tại Đà Nẵng phải thở máy, đa số bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Ngày 26 tháng 7, trước tình hình xuất hiện 2 ca bệnh mới, Bệnh nhân 419 và bệnh nhân 420 tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng, Bộ Y tế đã chỉ đạo viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm bao gồm cả người thân, học sinh cùng trường, các nhân viên y tế, người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời Bộ Y tế ban hành thông báo khẩn số 16 thông báo cho những người có lịch trình di chuyển tới các khu vực mà bệnh nhân đã đi qua. Tính đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, toàn cầu ghi nhận trên 16 triệu 424 000 người mắc COVID-19, trong đó có 652.332 trường hợp tử vong, hơn 10 triệu bệnh nhân bình phục. Hiện hơn 50% tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận tại châu Mỹ, trong đó Mỹ chiếm 1 phần 2 tổng số ca mắc bệnh toàn châu Lục và 1 phần 4 tổng số ca bệnh toàn cầu. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới trên 4,3 triệu người, trong đó số tử vong tăng lên 149.849 người sau khi có dấu hiệu giảm trong giai đoạn cuối mùa xuân. Tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ lại tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở các bang phía Nam và phía Tây như California, Texas, Alabama và Florida. Trong 12 ngày qua, số ca mắc mới tại Mỹ mỗi ngày đều vượt ngưỡng 60.000. Giới khoa học nhận định khoảng 3 đến 4 tuần sau khi tỷ lệ lây nhiễm tăng thì tỷ lệ tử vong cũng sẽ bắt đầu tăng. Trên thực tế, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ liên tục vượt mức 1.000 trong 4 ngày gần đây. Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau Mỹ là Brazil với gần 2,42 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 87.004 ca tử vong. Châu Á đang trở thành điểm nóng COVID-19 với số ca nhiễm mới ở nhiều nước tăng nhanh trở lại. Tổng số ca nhiễm ở châu lục này đã lên tới 3.900.136, trong đó có 89.967 trường hợp tử vong. Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là một số tin tức nổi bật trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài liệt sĩ tỉnh và dân hoa tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh thành phố. Viếng đài liệt sĩ, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao bằng đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại lễ viếng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa đọc diễn từ khẳng định. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc cũng như nhiệm vụ quốc tế cao cả, hàng triệu đồng bào chiến sĩ ta đã hy sinh trên chiến trường hoặc mất đi một phần xương máu. Chiến tranh đã đi qua đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ và biết ơn vô hạn sự công hiến lớn lao của các liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Thành Kính Dân Hương bày tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với nước, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương cao bằng ngày càng giàu đẹp. Tiếp đó đoàn đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trung tâm thành phố, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến dân hoa, dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê, huyện Thạch An. Đoàn công tác đã thành kính dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây cũng nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thạch An, cán bộ công nhân viên chức và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức buổi thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê. Trong không khí trang nghiêm, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn và đông đảo bà con nhân dân đã bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Tối ngày 26 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa An, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ bài ca không quên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng hơn 600 đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm thành kính của buổi lễ, đoàn đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ toàn tỉnh, nguyện phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, sung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân 612 phần mộ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Hòa An. Sau buổi lễ là chương trình văn nghệ với chủ đề bài ca không quên, ca ngợi tinh thần bất khuất và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho nền tự do độc lập dân tộc ca ngợi những công hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng. Tối 26 tháng 7, tại Đài Tưởng Niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Cao Bằng, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng các đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống hào hùng của cha anh đi trước và dành một phút tưởng niệm để tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã vượt qua gian khổ giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ như vệ sinh đài tưởng niệm, thăm hỏi, động viên tặng quà một số gia đình thương binh, bệnh binh. Sau phút tưởng niệm, các cán bộ và đoàn viên thanh niên đã kính cẩn thắp nén hương thơm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự tri ân của tuổi trẻ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến các anh hùng liệt sĩ. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên trong cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện nay. Tối ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và gắn biển công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cao Bằng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hoa, dâng hương, báo công về những thành tích mà thành phố đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó công tác để ơn đáp nghĩa có nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Sau phút tưởng niệm, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, thắp nến tri ân 195 phần mộ để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã gắn biển công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cao Bằng. Công trình có mức tổng đầu tư gần 5 tỷ đồng với nhiều hạng mục, làm mới nghĩa trang. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đi sau đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, đây cũng là thành tích chung của Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân thành phố chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.